Vâng, xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe dòng gian, dòng Road, model Winmax 2007. Và đây cũng là cái mẫu xe mà thích cho bác dòng mới đi, rất là trẻ trung và tinh tế, cái màu xanh lam, xanh da trời kết hợp với màu trắng. Xe đánh giá còn rất là đẹp nhé, trên 90% xe. Đây là mẫu gian Winmax model 2007 của chính hãng gian. Và bây giờ xin vào nhá chi tiết hoạt động của xe. Vâng, thì thương hiệu gian đã có từ rất lâu đời rồi. Thì đây cũng là một cái mẫu dòng sản phẩm thời đầu, cũng thuộc trong dòng thời đầu của dòng model gian Winmax 2007, với cái màu rất là trẻ trung và tinh tế, màu xanh trời kết hợp với màu trắng đường chỉ kẻ trên khung xe. Và đây cũng là một cái dòng mẫu gian thích hợp với bác mới đi hoặc là thích trải nghiệm của dòng xe từ xe tay ngang sang dòng xe tay cuộc. Và cái lơi bộ khung xe có một lớp sơn rất là sáng và bóng. Em đánh giá tổng thể xe trên 90% xe. Xe làm từ hợp kim nhôm Alu-XX, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ dòng aluminum của dòng đặc quyền của dòng chính hãng gian rồi, với cái model của dòng gian Winmax 2007. Đây cũng là một dòng xe tay cuộc rật rốt đời đầu, thế hệ đời đầu của dòng xe gian, rất đáng là các bác trải nghiệm từ những dòng xe tay ngang sang tay dòng tay cuộc. Với lớp sơn là màu xanh da trời rất là trẻ trung nhé bác nhé. Đối với con mắt em nhìn thì những cái màu dòng màu xe màu xanh này rất là trẻ và sang. Và xe có thông số là size S. Tổng thể xe còn rất là đẹp. Xe làm từ hợp kim nhôm. Thì đây cũng là một cái thế hệ xe dòng Ram Road cuộc, dòng tốt mà có giá thành rất tốt bên em. Không có đâu nhá. Trên 6 triệu. Ghi đông cổ phốt chính hãng của gian. Đó thấy rõ đấy, ghi đông cổ phốt vẫn còn rất là mới. Rồi. Xe rất là giữ gìn, nhưng mà người chủ giữ gìn, giữ được cái bộ khung xe và những đồ trang bị trên xe còn nguyên bản theo xe. Ghi đông xe đây, tay cuốn cũng còn rất là mới luôn. Xe sử dụng cái bộ tay lắc Shimano chính hãng nguyên bản theo xe. Bên phải em cũng là bộ tay lắc của Shimano bên tầng đĩa chính hãng nguyên bản theo xe. Đằng trước có logo biểu tượng của chính hãng gian được khắc CMC nguyên khối nổi đúc chính hãng của gian biểu tượng đây. Đây nó vẫn còn cái lớp ni lông của nó này, em vẫn còn để nguyên, còn rất là mới, xe rất là được chủ cũ giữ gìn. Càng xe rất sáng và bóng. Đây là tem chính hãng, mã vạch nguyên bản chính hãng của xe, của dòng thương hiệu gian nguyên bản theo xe, vẫn còn nguyên trên càng xe đây. Mayer chính hãng của gian nguyên bản theo xe, vành nhôm hai lớp chính hãng của gian. Xe rất là ít đi nhưng mà cái má phanh của trên cái vành xe này vẫn còn nguyên. Xe được sử dụng với bộ lốp chọc chính hãng nguyên bản theo xe, kích thước lốp là 700x25c. Và ở dưới khung xe cũng là cái mã vạch chính hãng nguyên bản theo xe của chính hãng gian, với cái tông màu chủ đạo là màu xanh, điểm chỉ trắng trên khung xe tạo lên điểm nhấn cho xe rất là nổi bật. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 47, tức là size S, thì các bác con từ 1m6 đến trên 1m7.
bùi đĩa nhôm rất sáng và bóng, gạt đĩa chính hãng của Shimano, cọc yên chính hãng của Gian nguyên bản theo xe, cái đông cọc yên nhôm, yên xe là yên nhôm, yên nguyên bản chính hãng của Gian, yên còn rất là đẹp, những điểm nhấn 3D đường chỉ trên cái yên xe đây, yên rất là dày và êm các nhá. Xe được sử dụng với bộ phanh 3 mảnh còn rất là quen thuộc với dòng tốt. Đằng sau xe thì có cái dòng chữ chính hãng của Gian, các bác lên trên mạng tham khảo thêm. Củ là Shimano. Xe được trang bị với 8 tầng líp chính hãng nguyên bản theo xe, líp và xích còn rất là mới đây. Đằng sau xe cũng sử dụng với may ơ chính hãng của Gian nguyên bản theo xe, vành nhôm hai lớp, vành Gian nguyên bản theo xe. Lớp đằng sau cũng sử dụng kích thước lớp 700 x 25 cm. Và bây giờ xin mời đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên đĩa, xe rất là ít đi bác nhá, đơn ma là cái độ mới của xe trên 90%, líp và xích cũng rất là mới, hướng líp chuyển động rất là trơn tru và mượt mà. Đây là cái một mẫu xe của dòng xe tay cuộc Gian, tức là các bác mới chơi cái dòng xe tay phòng rất là đáng để trải nghiệm. Bên em sử dụng 2 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa với cái tông màu chủ đạo màu xanh trắng, rất là dễ đi, phù hợp với mọi lứa tuổi. Model Win Gian Winmax 2007. Và vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Gian dòng cuộc Winmax 2007 và xe có tông màu xanh, độ mới trên 90% xe, xe còn rất là mới và đẹp. Tất cả phụ kiện là nguyên bản theo xe chính hãng. Và xe giá rất tốt bên em là 6,2 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kia xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Và hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bác thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.